Đằng xưa có gã từ quán lên non tìm đồng hoa vàng nhớ nhau. Thôi thì thôi, đừng ngại mưa mau, đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi. Sông này đây chảy một dòng thôi, mây đầu sông thắm tóc người cuối sông. Nhớ xưa em chưa theo chồng, mùa xuân mây áo áo hồng đào rơi. Mùa thu em mặc áo sáng đông lại khoác lên người áo hoa. Sáng xưa có gã từ quán lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say. Thôi thì em chẳng còn yêu leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng. Thôi thì thôi cô người ta dương, thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi. Để lời thề bay đợi nhau tàn cuộc hoa này đành như cánh bướm đổi thay hưng. Giang xưa có gã từ quá lên non tìm đồng hoa vàng. Mây trôi ôm chặt đánh rơi bên đôi dạ lan. Thôi thì là phù vân, thôi thì thôi nhé con nghe này thôi. Chim ơi trên dưới cùi hoa tình kéo rơi rụng rỡ gian hà. Mai ta chết dưới cội đào khóc ta xin nhỏ lê vào thiên thu. Lâu đài mùa đông. Tôi chọn hóa thông tình cứu chỉ đơn giản vì tôi là người thích sống về đêm. Khi bạn ngủ thì cứu tôi bắt đầu chăm chỉ đi săn mồi. Xui xẻo, kém may mắn, mới xa là những gì mà người ta thường nghĩ về loài cứu nhà tôi. Và sứ mệnh của tôi đến đây là để xóa tan mọi hiềm khích, đập tan mọi tin đồn.
Mỗi ngày tôi đều học cách cân bằng mọi thứ, làm sao để hình ảnh của mình luôn là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều người. Tôi đi phục từ Bắc vào Nam, từ con sông quê đến thành thị, từ hẻm nhỏ đến đường lớn, từ nhà sách đến cửa hàng thời trang. Không nơi nào là có thể cản trở sự có mặt của tôi. Con sông quê. Tính ra mình cũng xịn phết chứ nhỉ. Đi phục chán kìa, tôi chuyển qua mấy ca hát, vì bản ngã của tôi vẫn là loại chim mà, phải hát thôi. Mà hát bài nào là hot bài đó đó nha. Ôi trời, mưa rồi. Thảo nào chiều nay đồng bọn cứ kháo nhau rằng là Sài Gòn hôm nay mưa. Mưa tháng 6. Tháng 8 cứu ơi. À, tôi nhầm, lại quen miệng ha. Cũng trễ rồi, cứu thì bắt tôi phải đi làm nhiệm vụ bất khả thi đây. Trời ơi, mấy manh mối chấn động. Hát bài nào hit bài đó. Em thấy có Lâu Đài Mùa Đông, mưa tháng 6. Văn Mai Hương à? Nhưng mà giọng cú cũng là kiểu hơi hơi trầm khàn, không biết có phải tại cái giọng lão ấy. Nhiều khi bẻ cái mic đây, nói một cái tên chấn động này. Hồng Ngọc. Oh. Nếu mà tính ra nghe qua cái giọng đó, chỉ có chị Hồng Ngọc mới có cái giọng nói kiểu kiểu mix vô nó thành vậy thôi. Nhưng mà miền núi Tây Bắc, một người nữa bảo đảm chấn động nữa. Quê Nha Trang, chị Mỹ Hạnh. Chính xác. Không nhỉ, em cũng nghĩ chắc đây là một đàn chị. Dạ dạ dạ. Bước ra quyền lực lắm. Cho cú ca đi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau cảm nhận một giai điệu qua giọng hát vô cùng tuyệt vời của cú, với một sáng tác ít người biết của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc được mang tên Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. Hồi hộp á. Bài này là cũng dạng kinh điển đấy. Kinh điển đấy. Thank you.
sao nỡ để lời thề bay. Đợi nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đổi thay hương. Giang xưa có gã từ qua lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say. Thôi thì thôi để mặc mây trôi, ôm chặt đánh rơi bên đôi dạ lam. Thôi thì thôi thì là phù vân, thôi thì thôi nhé con nghe này thôi. Chỉ mời trên dưới cùi hoa tình kéo rơi rụng giữa gian hà. Cô tuyệt vời, hát hay quá. Trời ơi, cái này là độc nhất vô nhị rồi đó. Bích Phương khóc luôn em. Không, em kiểu dạng như em cũng không phải là người kiểm soát cảm xúc tốt lắm. Em chào cú Tây Bắc, em nghĩ chắc là đây phải là ca sĩ bậc tiền bối lớn. Có khi phải là cô đấy. Con chào cô ạ. Có thể con chưa được biết đến cô tại vì con là nghệ sĩ lứa sau và con không nghe âm nhạc của thời trước nhiều, nhưng mà con nghĩ sẽ rất khó để con có cơ hội được nghe cô hát, nên cái sự xúc động nhất của con vì con thấy mình thật sự rất là may mắn. Con cảm ơn cô đã mang cái phần trình diễn này đến đây ngày hôm nay. Khi mà nghe tới tên cái bài hát này thì em đã biết đây chắc chắn không thể là một bài hát tầm thường để mà thể hiện hay là thử nghiệm được. Chắc chắn phải là một nhân vật gọi là rất tầm là cỡ. Tầm cỡ đúng rồi, mới có bản lĩnh và chọn thể hiện bài hát này được. Và dĩ nhiên là không còn gì để nói với chất giọng này. Cái độ rền vang dày. Hát tới đâu mà tụi em nổi tụi con, chắc phải gọi là tụi con quá. Được rồi, tụi em được rồi. Dạ rồi, ok, tụi em đúng rồi. Mình lịch sự, mình kêu anh với em vui hơn. Dạ, ok chị. Anh Thành. Trời ơi, đáng lẽ là tôi cũng đáng kiềm chế lắm rồi đó mà Bích Phương khóc làm tôi cũng xúc động theo. Cô cứu được vô đây là cứu thích lắm á. Dạ. Tại vì cứu coi chương trình á mà cứu thích, cứu mơ ước làm sao. Ủa, tập một bài hát để hát cho anh Kính Thành với chị Tất Tiên. Trời ơi, thương quá à. Trời ơi. Ủa nhưng mà sao cái giọng nói nghe trẻ hơn nhiều so với tuổi vậy ta? Đi bỏ vậy. Mà bây giờ mình khoan nói là cú là ai đi, mình chỉ nói thế này thôi. Cú giống như Trương Tam Phong vậy đó. Hàng cao nhân đất đạo của như là dạ. Cái mặt cú thở nó ra thôi, nó giống như là một nguồn suối á, nó đổ ra cái giọng hát nó đầy, thiệt là đầy. Mà hồi nãy là cú hồi hộp lắm rồi đó. Chứ không hồi hộp mà hát khác nữa hả? Dạ, cú hồi hộp lắm á, cú hát câu cuối là cú hộp hơi đó. Hụt hơi vậy hả? Nhưng mà không ai thấy được cái sự đó luôn nữa cú. Trời ơi, hồi hộp mà hát cỡ đó. Không hồi hộp hát cỡ nào. Cứu tôi. Hát dạ. Khẳng định chuyến này chấn động. Chấn động, em nói rồi mà. Chấn động thật sự. Trời ơi. Thật sự. Khi mà nghe chất lượng giọng hát thì không còn gì phải bàn cãi rồi. Nhưng mà cái điểm, nếu mà gọi là cái điểm thích nhất của em khi mà nói về giọng hát của cú á, đó là cách mà cú trân trọng nâng niu từng cái chữ tiếng Việt. Tức là mình nghe cú hát mình cảm thấy tiếng Việt mình quá đẹp đẽ qua cái bài hát này. Tròn vành rõ chữ một, từng cái luyến lấy một. Cảm ơn chị Tóc Tiên. Thôi vậy thôi, đừng cảm ơn em chị ơi, em xin chị. Chị là tiền bối lắm. Cái tật hay xin chị người ta. Tông Lưng hay sao? Em thấy em được quay lại với tập này em may mắn quá, và thật sự là bây giờ em mới hiểu được cái cảm giác là mọi người ngồi ở đây
của mùa trước mà em ngồi trong phòng kia kìa, mà người la lên hú lên là lý do tại sao. Và đây là một cái bài hát lần đầu tiên em nghe nha. Có thể là cái tuổi của em cũng giống như chị Phương, cái thiếu sót mình là mình không có nghe được hết. Thì lần đầu tiên nghe là Tú cũng đầu tiên Tú hát bài này đó. Đi luôn. Đầu tiên Tú chưa hát bài này bao giờ. Trời ơi, trời ơi, vậy là những cái phóng đoán nãy giờ. Chấn động nữa, chấn động. Tú tập nhiều bài lắm mà bài này là hát đầu tiên đó. Ê mà xí, xí xí nãy giờ tụi mình chưa ghi tên ai vô luôn á. Ê ghi, ghi, đầu tiên. Trời ơi, ứng từ đầu tiên, xin mời. Hỏi quá trời. Chị Thu Minh. Tự nhiên nãy nghĩ tên mà giờ chất vấn xong em không còn nghĩ tên nó nữa rồi đó. Chết là ai ta? Khó nha. Cô giám thị đứng ở đằng sau lưng này sao? Nhưng mà cái này là vô tần số của anh Thành rồi. Nhìn ảnh gấp là thấy anh tự tin rồi. Trấn Thành đã trở lại. Wow. Nằm trong khung sản phẩm của tôi thì khung này em cũng không chắc nha. Khung này em cũng không biết luôn. Tại vì hát không thì biết, mà tự nhiên nãy giờ ngồi nói quá trời, cái tự nhiên cái Thành bị bí luôn. Thôi trời, em cũng chỉ biết đoán đại thôi. Từ đầu giờ tụi mình toàn đoán đại không á. Không có tí cơ sở nào luôn. Rồi, cảm ơn bị đỏ đen ạ. Bây giờ mình đến màn phỏng vấn sương sương, xem mình có thêm thông tin thêm về Cú Tây Bắc hay không ạ. Đấy, xúc động, em hỏi đi. Chị Cú ơi, em muốn hỏi là chị đã bao giờ kết hợp với ca sĩ nhạc trẻ nào chưa ạ? Dạ có, thỉnh thoảng thôi, không có được lên sân khấu, bắt đi chơi thôi. Dạ vâng ạ. Chị Cú ơi, chị Cú có sống ở bên nước ngoài không? Em chỉ muốn nói là em ở xứ lạnh thôi. Ai muốn nghĩ gì nghĩ. Xứ lạnh. Xứ lạnh hả? Đó. Nè, Cú Tây, Tây là bên Tây. Đúng không? Tây cái gì? Lạnh chứ bộ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hợp lý cú, không anh? Cú. Một mình anh với cây đàn gỗ ngồi chết lặng với những... Cú xong lưng, cứu em. tưởng kêu Cú ơi, Cú ơi. Dạ, dạ, vậy thôi bây giờ cho em hỏi là không biết là em với lại chị Cú có bao giờ gọi là hát chung một sân khấu, một show nào chưa ạ? Em có thấy chị Tóc Tiên nhiều lắm. Không. Em thấy ở trong chương trình TV á. Cú có chia sẻ trong đoạn clip vừa rồi đó, lúc Tiên hát là Cú bận đi săn mồi rồi, không có đứng chung sân khấu. Có nhưng mà về có coi TV chứ. Coi TV thấy Tóc Tiên mà. Đây nè, coi chủ sản phẩm nè, anh Thành. Dạ. Tự tin lắm, tự tin. Xin được hỏi Cú là từ trước tới giờ Cú có bao giờ nằm trong một nhóm nhạc nữ nào chưa? Dạ, chưa có. Ta hát hay của mình không dám chung vô. Không dám chung vô. Sợ. Sợ, mà Cú sợ gì, Cú ca cũng hay chứ bộ. Hay là tại vì anh Thành thương, anh Thành khen vậy thôi. Trời ơi. Chứ đứng chung với mọi người chắc là Cú đi trước. Cú sao Cú gì mà lăng dữ vậy ta? Ủa, anh ơi, không có giống gì. Có khi là cái khu vực anh vừa mới khoanh là bắt đầu đi xa rồi đó. Bây giờ nhiều khi tôi phải vọng lại cái khu vực Bích Phương trong hậu trường hay nói với tôi một cái nhân vật đình đám. Nhái được vọng mọi nhân vật trên quả đời này đó là Nhật Thủy. Anh ơi, không ăn cho Nhật Thủy quá. Đúng không? Nhật Thủy không thể nào mà làm được thành giọng của chị Cú đâu. Nhật Thủy có thể giả dạng các ca sĩ trẻ thôi. Nhưng mà làm sao mà lăng dữ vậy? Làm sao mà Nhật Thủy lăn mà tếu táo vậy, là giống như có option chị Hồng Ngọc mắt nai giống như nãy anh nói đó. Mà chị Hồng Ngọc thì giọng khàn chứ đâu có giọng kia, giọng giọng rền. Và một người thứ hai nữa, chắc mọi người không nghĩ đến, người này ít khi hát những nhạc này. Nghe thì giọng rất cao nhưng mà thật ra nội lực và chất giọng rất là ấm, rất là dày. Đó là chị Anh Thơ, Con Sông Quê. Ui, có sông quê, có sông quê. Ở trong đoạn clip hồi nãy tôi để ý có một chi tiết là tôi đi từ Con Sông Quê lên thị thành. Tôi đi vượt từ Bắc vào Nam, từ Con Sông Quê đến thành thị. Ui, có khi nào. À, bây giờ Cú ơi, bình thường là Cú ăn gì mà Cú ca hay vậy? Cú ăn ớt. Cú ơi, két mà ăn ớt. Cú Tây Bắc. Cú Tây Bắc ăn ớt. Cú ở miền lạnh á, ớt nhiều cho nó ấm. À. Trời ơi, hợp lý quá. Mà sao giờ Cú này tự nhiên sao nghe lại thành mình là quá ta? Trẻ trung chứ không phải là một gọi là danh ca lão làng mấy nữa mấy rồi. Cô, mấy có chị, giỡn vậy đâu. Đâu có giỡn cứ này trời. Tại sao? Hôm nay sao không ai tự tin hết vậy? Hồi nãy là tôi vững dạ lắm á. Cốt lay anh nè, Trấn Thành đã trở lời. Trấn Thành đã trở lời. Nói gì vô khu vực của tôi thì... Mà sao cái người tôi viết trong kia người ta điềm đạm lắm chứ không như Cú này. Mà trong cái clip TT là có một giai đoạn là Cú giống như là hay thích hay đi phượt đúng không ạ?
Dạ thích đi chứ. Thích đi nhưng mà lúc sau này đó, thời tiết không có tốt cho nên đi nguy hiểm lắm, cho nên là không có đi phượt nữa. Ê, cô đã bao giờ có con chưa? Không bao giờ. Người đàn ông mà hỏi người phụ nữ là chị bao nhiêu tuổi hay chị có con chưa? Rồi rồi, xin lỗi. Chưa, xin lỗi. Chưa, chưa. Ê, sao nghe khúc này giống chị Lê Giang không vậy? Ê, mà chị Lê Giang hát cũng hay lắm nha. Mọi người, cái này không phải là cứu Tây Bắc rồi, này là cứu chuyết. Nãy giờ mấy tên mọi người điền vào coi như là phải đi xa lắm rồi đó. Cú ơi, cú có biết hát cải lương không? Cú có ca cải lương đó là nó sẽ lòi ra giọng bắp. Mà giọng bắp hát cải lương thì nó sẽ không hay. Mà ráng để mà ca tiếng Nam thì nghe nó không được. Anh em ơi, tôi báo cho anh ấy biết một cái tin chấn động nữa. Có một cái người nữ ca giọng thanh nhưng mà cái âm sắc nó rền, nó trầm y như vậy mà cũng giỡn giỡn kiểu như vậy. Là người Bắc nhưng hoàn toàn nhái được giọng Nam, biết ca cải lương luôn. Đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền. Thêm nhạc cho anh. Mà chị có giỡn gì không? Chị Thanh Hiền giỡn vui lắm. Thì rõ ràng chị tự khai chỉ là người Bắc rồi nè. Đúng là, nghe rất là hiểu biết cao rồi. Chấn động không? Cao chấn thủ, động. Cao thủ, cao thủ. Nhưng mà mọi người thấy một cái manh mối gọi là lâu đài mùa đông á, mọi người nghĩ tới ai? Thật ra em có nghĩ tới cô Như Quỳnh. Tại vì lúc đó nhìn thấy là cái bài hát đầu tiên em biết là bài hát Người Tình Mùa Đông. Mà thật sự nha, những cái nốt cuối của cú á, vuốt lên nó mỏng mỏng mỏng, nó thanh y chang cô Như Quỳnh. Cái giọng cô Như Quỳnh chắc chắn nếu mà cố hát gồng xuống để bẻ đánh lạc hướng mọi người sẽ cũng na ná giống vậy. Tôi là tôi quen chị Như kỹ lắm nè. Mà nếu mà chị Như mà bẻ được như vậy thì thôi tôi lại ba lại. Anh có nhớ lần trước á, chị Lương Bích Hữu đó, tá quả liền. Nhưng mà chị Như không có giỡn vậy. Biết đâu em nhiều cái nhân cách thứ hai, chứ công chúng tạm giỡn thôi. Ví dụ mà giỡn anh nhận ra liền sao? Nhưng mà cái độ giỡn của chị nó cũng hơi gọi là hơi yếu điệu như nhẹ nhàng phải không? Vậy đó, còn đây là giỡn nó. Hồi nãy á, mình hỏi cú có con, cú trả lời. Giờ mình hỏi giờ cú có chồng chưa? Nếu em có chồng thì anh nghĩ làm sao? Anh nghĩ sao? Trời ơi! Trời ơi! Đâu biết nghĩ sao, đâu biết nghĩ sao. Trời ơi trời, cú đâu có tỏ tình đâu mà hỏi cú. Gì mà chấn động vậy? Mà giọng của anh giống giọng tỏ tình thiệt. Tôi đâu dám làm gì đâu trời. Nhưng mà hồi nãy trong cái clip mở ra tình báo ghi là tứ đại mỹ nhân nha. Tứ đại mỹ nhân là bao gồm ai? Nhiều khi là một trong bốn diva không? Chứ giọng hát đẳng cấp lắm. Anh nghĩ với giọng hát này thì phải gọi là diva rồi. Nhưng mà đây là cái người hát bằng tâm hồn, bằng sự chân thật, hơn là cái trường phái hát bằng kỹ thuật. Cho nên là anh không nghĩ là nằm trong bốn chị diva. Thông tin cung cấp ở bài đầu tiên sương sương như vậy thôi. Bây giờ là chốt đáp án ạ. Tốt tiên. Thôi đừng hỏi em. Thôi. Hỏi ai chắc chắn nhất này? Anh tôi. Anh tôi. Anh Thành ơi, em không biết rồi. Khu vực của anh Thành. Anh ai gọi lên. Thôi đừng làm áp lực tôi. Hay để tôi bình tĩnh lại một chút. Tôi cần một sự im lặng. Tôi nói sao được không? Okay, okay. Tại vì nhiều khi mình chắc quá, mình nói mà nó trật thì nó kỳ. Mà thế mà lỡ trúng thì cũng hết vui. Cho nên cho tôi giấu nhẹ đi. Giấu đi. Em á, là như em nói là khi mà chỉ nghe giọng hát không thôi, không có nghe cái cách đối đáp á, thì em nghĩ tới những danh ca hải ngoại. Tại vì em đã từng có cơ hội nghe và tiếp xúc. Thì em có nghĩ tới cô Hoàng Lan nè, cô Giao Linh ạ. Còn Bích Phương? Cho em xin thêm nghe được nghe cú vòng sau nữa rồi em ấy ạ. Thì ra cái nốt ruồi em chấn là nốt ruồi chấn yểm em lại. Anh nghĩ là cái ruồi đó là ruồi cản lọc đó em. Hay nói em đã bảo là hay có khi chưa ngấm. Hay cho em thêm nửa tiếng nữa xem em có khôn lên không. Chết rồi, không phong thủy rồi. Xong luôn rồi sao ạ? Với cái tầm hiểu biết hạn hẹp của em thì em không chắc cho cái đáp án của em đâu. Nhưng mà em chỉ có thể suy luận bằng những cái gì logic nhất có thể là em nghĩ là cô Như Quỳnh. Nhưng mà thế này, dù cho cú là ai thì cũng đại diện cho ca sĩ mặt nạ và rất nhiều những khán giả yêu nhạc phải cảm ơn cú đã nhận lời tham gia một chương trình như thế này. Bởi vì sự có mặt của cú nó làm cho những chương trình như chúng tôi trở nên cực kỳ giá trị.
Và lúc đó mình cảm thấy là tất cả những giá trị hay ho được đặt để vào đúng cái vị trí của họ, là với giọng hát này phải nên trình diễn ở một sân khấu tầm cỡ như thế này, với một băng nhạc xịn như thế này và với những khán giả yêu nhạc như thế này. Cảm ơn sự có mặt quý báu của Cú. Một báu vật thì chúng ta phải nâng niu. Biệt đội áo đen mang kiệu ra. Khiên vô. Kiệu đâu? Trời ơi. Màn kẹo sơn của Cú Tây Bắc có làm mọi người hài lòng không? Hãy để lại bình luận cho Cú Tây Bắc nha. Cú Tây Bắc đọc hết đó. Mong là sẽ sớm gặp lại mọi người.